Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình lại có một cái trải bài mới dành cho tất cả chúng ta. Ai mà bước qua cái cuộc đời của chúng ta đều có những cái lý do rất là cần thiết. Không có cái cuộc gặp gỡ nào là ngẫu nhiên ở trên đời ha. Nên dưới đây mình có một cái trải bài và chắc chắn là nhiều người sẽ rất là thích cái trải bài này. Nó sẽ được mang tên là cái mối quan hệ cũ mang lại cái bài học gì cho bạn. Có thể là tình yêu, có thể là tình bạn ha. Đó. Và mọi người chọn tụi bài đi, chúng ta cùng đến với cái trải bài đầu tiên. Mình trải ra sẵn rồi, mình sẽ đọc lại từ cái lá cho các bạn ha. Ok, chúng ta có lá snake, pathway, chúng ta có try, chúng ta có cloud, chúng ta có lady. Có thể những người trong đây, những các bạn nữ xem cái trải bài này á, có năng lượng nữ đó, hoặc là những người có năng lượng nữ thì là một cái người có rất là có ngoại hình. Chúng ta có lá garden và house. Ok, cái mối quan hệ này á, thuộc nhiều về cái mối quan hệ tình cảm ha, tình yêu ha, là hơn là những cái loại tình cảm khác. Thì mình thấy cái năng lượng của cái tụ một này á, có cái mối tình khá là lâu trước kia rồi, bạn với cái người mà bạn muốn xem trong đây đó. Cái mối quan hệ này được tính bằng năm ha, cũng rất là lâu năm, với cái số tuổi rất là nhỏ, có thể là tuổi trẻ hoặc bạn đã quen với cái người này từ lúc bạn bạn còn rất là trẻ tuổi, rất là ít tuổi. Một cái cuộc tình mà mình cảm thấy là vô tư, không vụ lợi, nhưng lại mang đến cho các bạn rất là nhiều cái mệt mỏi. Sau khi mà bước chân vào cái mối quan hệ này thì mới thấy là có nhiều cái sự rất là mệt mỏi ha. Đó, cả hai còn rất là trẻ, cả hai đều là những cái người mà thiếu suy nghĩ, có vẻ như bản thân các bạn là cái người đứng đắn và hiền lành hơn cái người còn lại. Bạn đã quen với một người có năng lượng nam, mình không có nói về giới tính. Đó, năng lượng nam rất là trội và người này trẻ tuổi ha. Gia đình cảm thấy là mình cảm thấy được cái năng lượng là gia đình không có tới nỗi là nào hết á. Không có phải là quá nghèo khổ. Nhưng mà thật sự thì người này chẳng được cái điểm gì để mình gọi là tốt và chuẩn mực hết á, chỉ được có cái mã thôi. Mà đôi khi có những cái người là mà vì nghiệp duyên quấn vào với nhau nên là cái mã cũng không có luôn đó, chứ đừng có nói là xuất sắc. Đó, thì mình thấy có thể là bạn quen cái người này á ở một cái chỗ mà rất là đông đúc người qua lại, hoặc là ngoài đường đó, kiểu như vậy. Các bạn đi đâu các bạn gặp nhau, hoặc là cái nơi mình gọi là nơi công cộng đó, mà bản chất của một trong hai người lúc đó rất là ham vui. Mình thấy là rất là ham vui và không có lo nghĩ nhiều đến cái tương lai, không có lo nghĩ nhiều. Và hiện rõ nhất là đây là một cái người có một cái năng lượng rất là thiếu trách nhiệm. Có thể cái năng lượng nam thiếu trách nhiệm rất là trội nha, mình đang nói về người kia đó. Bản thân những cái bạn chọn cái tụ này là một cái người, mình thấy là bạn là một cái người rất là đơn thuần. Thực sự các bạn có cái ngoại hình rất là đẹp, nếu mà các bạn là nữ, còn nếu là nam giới thì bạn cũng là một người rất là sáng sủa, đẹp trai đẹp gái không ạ. Đó, nhưng mà vì cái nghiệp duyên nên phải gặp cái người này và khiến cái cuộc sống của bạn rất là lao đao, đã có những lúc tưởng chừng như là không có lối thoát luôn, một thời gian rất là dài. Và nghĩ lại tới hiện giờ bạn vẫn cảm thấy là trời ơi, sao mình phí hoài cái thời gian lúc đó quá, vì bạn biết bạn xứng đáng với những cái điều tốt đẹp hơn rất là nhiều. Và sau này khi quay nhìn lại á, không hiểu tại sao lúc đó lại quen một cái người mà chẳng có ra sao, thật sự rất là khó hiểu đó. Cái nghiệp duyên là nó kinh khủng đến mức độ như thế, cái nghiệp nó quấn kinh lắm. Có vẻ bạn có thể vài trường hợp là còn có con với nhau nha, vài trường hợp thì các bạn có thể là bỏ thai ít nhất là 2 lần, hoặc bạn có tầm khoảng 2 đứa con chẳng hạn. Cái người bạn muốn xem trong đây á, họ bám riết bạn bởi vì họ coi bạn như là một cái món đồ trang sức hơn là người để cho họ yêu đó. Kiểu như là cái người này họ có cái tính cách là họ rất là thích chứng tỏ bản thân, mà ban đầu quen nhau thì rất là bình thường, càng lún sâu thì mới càng thấy là cái mối quan hệ này nó mang lại cho mình cái cảm giác như là địa ngục vậy đó. Đó, và chúng ta có cái lá hào và lá snake ở đây. Đây, lá house tượng trưng cho giống như là kiểu như là nếu mà thí dụ mà có bầu trước khi cưới thì là phải cưới thôi, chứ không không phải là yêu đương quá mặn nồng, hoặc là đã quen nhau rất là lâu, giống như là cũng kiểu coi nhau như người nhà. Nên là giống như có những người họ quen nhau lâu, họ muốn đối xử với người kia sao cũng được, có cái kiểu như vậy, không biết trân trọng. Thì chúng ta có thêm lá snack ở đây, nhưng mà cái hình tượng này á, nó giống như là cái hình tượng con rắn nó quấn chung quanh một cái người của một cô gái, thì làm cho mình có cái sự linh cảm rằng nếu mà bạn lún sâu hơn hoặc là đi đến hôn nhân với cái người này thì sẽ có rất là nhiều cái bi kịch nó xảy ra ha.
Đó, chẳng khác nào giao mình cho rắn độc cái kiểu như vậy đó. Bởi vì mình thấy có một trong hai người, cái người kia họ có cái năng lượng rất là mưu tính, rất là mưu tính, rất là tham lam và nhiều nhiều nội tâm rất là không trong sáng, có cái sự lừa dối này. Nếu mà cái nhìn nhìn ngoại hình và cái khuôn mắt của cái người này bên ngoài nha, thì đây là một cái người mà có cái đuôi mắt móc câu. Các bạn có thể lên internet, các bạn search đuôi mắt móc câu là như thế nào, và mình thấy là cái kiểu mắt của người này, cái lòng trắng nó nhiều nhiều hơn cái lòng đen, mà cái lòng lòng đen bên trong con người á nó rất là nhỏ ha, thì mình gọi là đây là giống như là mắt rắn vậy đó. Và khi mà xem cái tụ này á, mình cảm thấy là cái cổ họng của mình rất là rát cổ họng, là cảm giác như ai đó mà bóp nghẹt cổ mình vậy đó. Có thể là vài trường hợp các bạn khi mà các bạn quen cái người này thì các bạn có thể bị bạo hành, bị bóp cổ ha. Đó, có lẽ là như vậy. Thì có thể các con số sẽ phần nào biểu hiện các mối quan hệ này, hoặc là những cái con số ở trong đây nó liên quan đến bạn, thì ta có những cái con số như sau. Mình có con số 4, số 6, số 7, số 20 và số 29. Đó, vài trường hợp thì trong cái mối quan hệ này có thể là kéo dài 4 năm nhây nhựa với nhau ha. Đó, 4 năm. Và trường hợp thì hơn kém nhau khoảng trên dưới 6 6 tuổi. Đó. Và trường hợp thì bạn bị 7 năm làm phiền, tính đến cả những cái năm quen nhau là các bạn dính với nhau lên là 7 năm mới bắt đầu mới buông được. Đó, và trường hợp thì khi mà con số 20 có thể là cái số tuổi lúc đó của một trong hai người ở cái tầm tuổi đó. Và vài trường hợp thì 29 tuổi là cái lúc mà các bạn thoát khỏi cái mối quan hệ này sau nhiều năm rất là chật vật vì cái tương lai rất là mù mịt, và các bạn làm lại cái cuộc sống của mình. Đó. Người nào không biết thì cứ tưởng cái đối phương này là cứ tưởng cái người này là cái người mà rất là có giá trị, nhưng mà khi mà bước chân vào cái mối quan hệ này rồi thì là để trải nghiệm. Cái mối quan hệ là cái mối quan hệ để cho các bạn trải nghiệm, chứ không phải là cái mối quan hệ để mang lại cho bạn hạnh phúc. Để lại nhiều, rất là nhiều cái mối quan hệ để mang lại cho bạn rất là nhiều cái áp lực về sau, áp lực trong bản thân, và để lại cái vết thương rất là sâu. Và trong cái bài học trong cái mối quan hệ này là cái sự tôn trọng và nhìn lại cái giá trị bản thân của các bạn. Trước kia thì bạn chưa có nhận ra cái giá trị bản thân nên là mới gắn kết với cái người này. Và cái mối quan hệ này là một phần cũng là vũ trụ để ra cái này gọi là cái chướng ngại đó, để cản trở bạn, để cho bạn ức chế quá thì bạn bứt phá bản thân. Đó. Chứ nói vậy thôi chứ cái kiểu người như này quen cũng ám ảnh lắm, không có mang lại cho mình cái gì tốt đẹp hết trơn đó. Ok, và cái năng lượng này của bạn dừng lại đây. Khi mà mình đọc cái trải bài này mình còn cảm thấy uất ức. Có thể là bạn đang có cái cảm giác đó. Đó. Ở đây mình có thêm con số 35 nữa nhá. 35 ở đây, chọn một cái con đường khác. Một cái con đường khác cho mình á. Giống như là đi vào rừng vậy, khi quen cái người này đi gì đâu mà thấy ghê quá vậy. Con số 35 ở đây có thể là biển số xe, hoặc là số điện thoại, hoặc là có liên quan đến ngày tháng năm sinh, hay là bất cứ một cái con số nào đó cũng có thể liên quan. Ok. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye. Xin chào tất cả các bạn. Chọn tụ 2. Chúng ta có lá gì đây? Chúng ta có Four Person. Số 8. Chúng ta có Sudden Well. Star. Chose. Mountain. Sight. Bird. Bird. Và cái lá này là lá Preachers. Preachers. Không biết đọc đúng không? Nói chung là mình cảm thấy nó có một cái gì đấy gọi là nó hơi áp lực ha. Cái năng lượng của cái tụ này giống như là một cái nhóm các bạn chơi với một cái nhóm của một, một một cái nhóm của các mối quan hệ của các bạn, có thể là bạn bè, một team group, hoặc là một cái đám bạn, giống như là một một chơi thành một team với nhau đó. Nhưng mà cái team này á, họ chơi họ vì lợi ích nhiều hơn là vì cái tình cảm thật. Giống như ai cũng nghi ngờ ai, cái kiểu như vậy ấy. Và mình thấy trong đây có một cái loại năng lượng tham vọng rất là lớn. Có thể là những cái người này họ tỏa ra một cái năng lượng rất là tham vọng, và cái mối quan hệ của bạn với những cái người này chấm dứt có cái sự tác động của các cái dòng năng lượng trái nghịch nhau. Ví dụ như là họ quan niệm sống là không có tiền thì không thể nào gọi là cuộc sống hết, còn bạn thì bạn nghĩ tiền chỉ là cái công cụ giúp chúng ta trải nghiệm cái cuộc sống này thôi. Đó, thì từ những cái quan niệm sống không giống nhau và quá khác biệt đó, thì một bên là trọng nội tâm, một bên cần cái cuộc sống về tinh thần, còn một bên thì sống vì những cái thứ hào nhoáng bên ngoài, thì dần dần á
bạn tự bị tách tách mình ra khỏi cái liên kết đối với cái nhóm người này, thì mình thấy có một cái câu hiện lên trong đầu mình là cái liên kết của bạn với cái nhóm người này không có đúng hoặc là sai, không có ai đúng hoặc là không có ai sai hoàn toàn. Đó, chỉ là để tốt cho cái con đường của bạn thì vũ trụ phải tách bạn ra khỏi họ thôi. Đó, hoặc là chính bạn là cái người mà chơi chọi, bị khác quan điểm mà, bị dội á. Và những cái người trong đây á, mình thấy là có rất là nhiều cái sự áp đặt. Có thể thấy trong cái lá này, kiểu như kiểu bị bắt nạt đấy, cái kiểu như vậy đấy. Bị dội năng lượng á, nên họ cũng sẽ từ bỏ bạn à. Không có hợp thì làm sao mà chơi với nhau được. Có chơi tiếp, có ở lại á, để giữ gìn cái liên kết này cũng chỉ làm cho bạn cảm thấy là trống rỗng. Chơi với những cái người bạn mà cảm thấy mình trống rỗng, cơ bản là không phù hợp ngay từ đầu. Chúng ta có hai cái con số 11 trong hai cái con số 11 là cái lá chủ đạo để cho các bạn chọn. Đây, lá 11 này, và chúng ta có thêm lá 11 nữa. Thấy không? Bạn thấy lá 11 không? Đó. Hai con số 11 ha. Thì ta có 11-11 thì chứng tỏ rằng cái liên kết với cái nhóm này á, giúp bạn thức tỉnh tâm linh, là một phần trong cái quá trình thức tỉnh tâm linh của các bạn. Hoặc là bạn thức tỉnh tâm linh nên vũ trụ phải tách bạn ra khỏi cái đám người này. Cái năng lượng của tâm linh ở đây rất là cao. Và ta có cái con số 12 và con số 21 đó đảo chiều với nhau. Chúng ta có 12 và 21 đảo chiều. Trời, tự nhiên bị khen cổ. Thì đây là một cái con số mà... cái con số mình gọi là con số soi gương, một cái con số đảo đó, giống như mình nhìn vào trong kiếng đó. Thì càng chơi với họ thì bạn càng giúp cho bạn nhìn thấy cái bản thân của mình, bạn nhìn nhận ra cái bản thân của mình, giống như khi bạn soi gương vậy đó. Thì mình thấy thực sự là những cái người đó cũng không hẳn là tốt với bạn, không hẳn tốt với bạn, giống như là những cái mối quan hệ đến và đi rất là nhanh chóng vì cái lợi ích thôi, đơn giản là như vậy thôi. Và cho đến khi mà bạn lựa chọn dừng lại, ngắt cái liên kết này thì họ cũng quay mặt đi với bạn rất là nhanh chóng. Đó. À, và trong cái trường hợp là dù bạn có bị làm sao đi chăng nữa, thí dụ bạn có bị va vấp, bị này bị kia, hoặc là xảy ra một cái vấn đề gì đó khiến cho bạn bị sụp đổ đi, ví dụ đi vậy đi ha, thì họ cũng không có bênh vực bạn nữa, họ cũng không phải là cái người mà đứng ra bênh vực bạn đó, kể cả bạn có tốt với họ đi chăng nữa. Đó, cái liên kết này nó là như vậy. Thì mình cũng không hiểu tại sao họ lại nghĩ bạn là một cái người dối trá, họ lại nghĩ bạn là một cái người che giấu rất là nhiều thứ. À, chỉ là bạn không bày tỏ cái quan điểm của mình thôi. Bạn rất là lười bày tỏ cái quan điểm, ai thích nghĩ thì gì thì nghĩ, và bạn cần nhiều cái thời gian một mình hơn, bởi vì cái đó là cái tính cách của bạn mà, đúng không? Nhưng mà họ không hiểu cái điều đó, và bạn muốn sống cho bản thân của bạn nhiều hơn, cũng như là học cái cách bày tỏ quan điểm hơn. Bạn bứt phá thì bạn lại là cái người bị loại trừ. Khi mà bạn muốn ở một mình thì bạn là cái người bị loại trừ. Sau đó thì bạn bị gán rất là nhiều cái tội lên đầu. Nói chung thì mình thấy cái đám người này cũng nằm trong cái câu chuyện mà nghiệp duyên từ kiếp trước đó, từ kiếp trước là lại có cái dây dưa gì với nhau, thì kiếp này đến và chỉ là đến và góp mặt vậy thôi. Thì có một cái phần, có một cái sự tị nạnh vì có hoàn cảnh gia đình bạn nha, hoặc là bạn là một cái năng lượng nam rất là trội đó, thì có thể là nếu mà là nam thì các bạn có thể có cái tính cách rất là mạnh mẽ và rất là giỏi. Còn nếu bạn là nữ thì bạn là một cái người mà có cái tính cách rất là mạnh mẽ, cũng khá là bản lĩnh đó. Thì gia đình của bạn là điều kiện tốt, nó giỏi kinh doanh, nhưng mà đó là cái mà họ cảm thấy họ ngứa mắt nhất đó, chẳng hạn là ví dụ là như vậy. Cái tụ này ấy, chính họ cũng không hiểu cái con người của bạn là cái người như thế nào nữa, thì mình chỉ mong là bạn hiểu con người bạn thôi, còn sai ở đâu hay là như thế nào mình có sai đâu mà mình cần phải giải thích, phải trình bày với ai làm gì cho mệt, tốn thời gian. Ok, và cái tụ này của bạn dừng lại ở đây ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, bye bye. Xin chào tất cả các bạn chọn tụ 3. Chúng ta có lá Lily, Ring, Cross. Chúng ta có Mountain, Moon. Hai lá Moon nha. Và chúng ta có Marriage, như đám cưới vậy đó. Mình cảm thấy trong đây có cái năng lượng tâm linh rất là mạnh mẽ, thể hiện ở cái lá, có hai lá Moon ha. Thì mình cảm nhận là được như vậy. Và trường hợp trong đây thì bạn, các bạn nghe, các bạn chắt lọc giúp mình ha. Có thể cái kiếp sống trước bạn và cái người này, cái người mà bạn đang xem trong đây đã xảy ra rất là nhiều những cái điều gì đó rất là đau buồn, khiến cho cái liên kết vợ chồng của các bạn bị đứt gãy. Có nghĩa là trước kia bạn với cái người này một kiếp sống trước đó, thì các bạn có thể là đã là vợ chồng với nhau rồi.
thì đã từng là vợ chồng kiếp trước, nhưng mà đến cái kiếp sống này có thể là giống như kiểu chỉ đi tiếp một cái đoạn đường thôi, trả nốt một cái nợ mà kiếp trước một trong hai người nợ nhau thôi, để trả nghiệp mà. Đó thì mới gặp nhau, có thể là trong hai người ạ, kiếp sống trước đã ngoại tình ha, một trong hai đã ngoại tình rồi, làm cho cái người đau đau khổ, người còn lại rất là đau khổ này, lại trở thành cái nợ mà phải để cho các bạn phải trả đó. Thì ở cái kiếp sống này cũng có những cái sự khó khăn ập đến trong cái trường hợp bạn và cái người này từng quen nhau ha. Đó, hoặc là đã từng tưởng chừng như là cũng là cái giống như kiểu cái hình tượng mà để cho mình muốn đi tới hôn nhân đó. Đã từng tưởng chừng là đi tới kết hôn, nhưng mà có rất là nhiều cái thử thách. Có thể là cái người này họ họ ngoại tình với cái người khác, nên làm cho cái đám cưới này bị đứt gánh giữa đường chẳng hạn. Tình cảm của bạn và họ như cái kiểu ánh sáng của cái vầng vầng trăng vậy. Ở đây chúng ta có hai cái lá môn lận đó. Có thể trong vài trường hợp thì có người còn làm vợ bé hoặc là thê thiếp, chứ không có được phải là chính thất nữa, hoặc là có thể quen một cái người nào đó đã có gia đình đó, nên là cái mối quan hệ này phải giấu giếm rất là nhiều và không muốn để lộ, hay giống như là áo gấm đi đêm á, kiểu như vậy á. Hoặc bạn quen cái người này về sau mới biết là họ đã dây dưa với rất là nhiều cái người khác khác giới đó, không chỉ có một mình bạn ha. Mà vài trường hợp khác thì lại quen một cái người mà các bạn có cái sự mà khác tôn giáo với nhau, đến với nhau rất là khó khăn, một trong hai cảm thấy bị cản trở về cái điều này. Đây cũng có thể gọi là cái sự thử thách đó, như mình nói ban nãy đó, giống như thử thách vậy đó. Thật sự thì mình thấy có thể là cái người này cũng đã từng muốn đi đến kết hôn với bạn chứ không phải là không. Nhưng mà cái tuýp người này có thể chỉ là một cái người mà muốn chọn một ai đó để lấy thôi, đến vì họ với họ là không có vì tiền của họ, chỉ để cưới để làm vợ thôi. Để người này là muốn sai cái gì á, muốn muốn nhờ vả cái gì thì chúng ta phải đều là vâng 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 a dạ thưa cái kiểu như vậy, rồi họ tung tăng ngoài xã hội chơi bời cho thỏa thích, mà về nhà vẫn có vợ, vẫn lo cơm nước, vẫn lo giặt giũ quần áo, vẫn lo các thứ trong nhà, cái kiểu như vậy á, cái kiểu giống như là thuê ô xin không có trả trả lương á. Thì cái kiểu người vừa biết ăn vừa biết để dành ha, cái người này là người dạng như vậy. Và chấm dứt cái mối quan hệ này thì bạn có một cái bài học là phải biết tin vào cái trực giác của bản thân mình. Đó, vì khi mà qua lại với cái người này, cái trực giác của bạn đã nhiều lần lên tiếng rất là mạnh mẽ, nhưng mà có cái khoảng thời gian bạn không có tỉnh ra được, cho nên là đến khi mà có một cái cú knock out cuối cùng á, thì tự nhiên là tỉnh ngộ, là tự nhiên cái mối quan hệ này đứt gánh ha, đứt luôn ha. Đó, có thể là bây giờ cái người, một trong hai người có một người là tầm khoảng trên 30 tuổi nha. Đó, ok, và cái năng lượng này của bạn dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.